Thủ tướng Rishi Sunak và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đồng ý xây dựng liên minh quốc tế để giúp mua máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Rishi Sunak cho biết lãnh đạo Anh và Hà Lan sẽ làm việc để xây dựng một liên minh quốc tế nhằm cung cấp cho Ukraine khả năng chiến đấu trên không, hỗ trợ mọi thứ từ huấn luyện đến mua máy bay phản lực F-16. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine để đảm bảo Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Anh cho hay. Tuyên bố hôm 16 tháng 5 của Anh được đưa ra một ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London. Anh cam kết cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác, gồm máy bay không người lái tấn công tầm xa mới với tầm hoạt động hơn 200 km. Tuần trước, Anh tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không, với tầm bắn xa hơn nhiều so với vũ khí phương Tây gửi trước đó. London hỗ trợ cho Kiev khí tài quân sự trị giá 2,3 tỷ bảng Anh vào năm ngoái và cam kết một số tiền tương tự cho năm 2023. Hồi tháng 2, Anh cho biết nước này sẽ bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine theo các kỹ thuật tiêu chuẩn của NATO. Chính phủ Anh nói rằng kế hoạch này là giúp xây dựng một lực lượng không quân mới của Ukraine với các máy bay phản lực F-16 tiêu chuẩn của NATO. Anh không sử dụng F-16 do công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Hiện có khoảng 3.000 chiếc F-16 đang phục vụ tại 25 quốc gia. Cả Anh và Hà Lan sẽ phải thuyết phục Mỹ để có thể chuyến F-16 cho Ukraine. Đây là loại máy bay chiến đấu mà lãnh đạo Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây chuyển giao.